Tù Hành ơi, con giỏi quá, con có năng khiếu đấy. Đừng quan tâm đến khúc đó. Hành chơi bóng rổ rất giỏi, từ chỗ nào trên sân cũng ném được bóng. Chuyển bóng cho cậu ấy là chắc chắn bóng sẽ bay vào rổ. Ném trúng hết rồi. Chào Táo và Hành. Chào các anh. Em ném giỏi quá Hành ạ. Các em nên gia nhập đội của anh để đấu giải 4 chọi 4. Còn em hả? Phải. Khoan, em hỏi câu này được không ạ? Em hỏi đi, bọn em có được mặc đồng phục không ạ? Có chứ, bọn anh sẽ đặt mua. Khoan, em nói chỗ này được chứ? Ừ, cứ thoải mái đi. Em và Táo tưởng phải chơi bóng rổ một mình, nhưng anh đã cho bọn em cơ hội vào đội. Điều này chưa từng xảy ra với em và nó thực sự có